tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Nga tố Ukraine sắp tấn công nhà máy hạt nhân Kursk. Kiev nói Moscow mất 600.000 quân. Ukraine sốc nặng, 100% tên lửa ATACMS tấn công cầu Crimea bị Nga tiêu diệt. Ông Zelensky đề nghị trao đổi cực sốc với Tổng thống Putin về vùng Kursk. Ukraine đã lặng lẽ lên kế hoạch tấn công Kursk hơn một năm trước. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong họp báo được tổ chức ngày 17 tháng 8 nói rằng cộng đồng quốc tế phải nhận ra mức độ nguy hiểm trong trường hợp chính quyền Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều nhà máy hạt nhân của Nga. Bà Zakharova nói rằng, theo thông tin mới nhất, chế độ Kiev bắt đầu công tác chuẩn bị cho các việc tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc hay Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA lập tức lên án các hành động khiêu khích cũng như ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Kursk. Điều đó có thể dẫn đến thảm họa lớn do con người gây ra ở châu Âu. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, những hành động khiêu khích của Ukraine không chỉ tạo ra mối đe dọa trực tiếp cho các nhà máy điện hạt nhân, mà còn làm xói mòn những biện pháp an toàn được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra vào năm 2022. Hãng thông tấn TASS nhận định, tuyên bố trên được đưa ra chỉ sau vài giờ khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu quân đội Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Trong khi đó, tờ Kiev Independent dẫn lời thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine viết rằng quân đội nước này đã khiến cho đối phương tổn thất gần 600.000 binh sĩ kể từ khi nổ ra xung đột. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Kiev đã khiến phía Nga thương vong gần 1.170 binh sĩ. Một đoạn trích trong bản thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine viết, quân đội Nga đã mất 8.508 xe tăng, 16.480 xe chiến đấu bọc thép, 17.056 hệ thống pháo các loại, 923 hệ thống phòng không, 367 tiêm kích và 328 trực thăng. Ngoài ra có 13.752 UAV, 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm. Trong khi đó, dữ liệu web phân tích phòng thủ tình báo Oris Pionkov của Hà Lan đã cập nhật ngày 17 tháng 8 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng được lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt là 17.452 khí tài. Trong số đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép của Nga mất lần lượt là 3.329 và 1.517 chiếc. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 8, truyền thông Nga đã đưa tin cho hay Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã mở cuộc điều tra hình sự đối với hai nhà báo người Italia đã đến thăm khu vực Kursk đang trong tình trạng hỗn loạn, cáo buộc họ vượt biên trái phép. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho hay cơ quan này đã khởi tố hai nhà báo nước ngoài Simone Traini và Stefania Battistini, những người đã vượt biên trái phép vào Liên bang Nga và thực hiện hành vi quay video trên lãnh thổ khu định cư rút ra, khu vực Kursk. The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga đã buộc Ukraine phải điều động lực lượng dự bị mà Kiev đã xây dựng với sự hỗ trợ của phương Tây cho các hoạt động vào cuối năm nay và năm 2025. Có tới 6.000 binh sĩ được đưa tới Kursk và có tới 4.000 binh sĩ bổ sung được triển khai để hỗ trợ tại vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới với Nga. Cuộc tấn công vào Kursk được lực lượng quân sự Ukraine tiến hành vào ngày 6 tháng 8, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Đầu tuần này, Thiếu tướng Avdi Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga, cho biết rằng Ukraine đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ để tiến hành cuộc tấn công mà Kiev dự kiến sẽ hoàn thành trong năm bằng cách chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trước đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin rằng Ukraine hy vọng cuộc tấn công xuyên biên giới với quy mô lớn sẽ thúc đẩy Moscow thu hẹp các cuộc tấn công ở những nơi khác trên chiến trường. Nhưng lực lượng Nga được cho là đã tiến về Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng để cung cấp cho các chiến binh Ukraine ở Donbass. Đầu tuần này, quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov cho biết rằng khoảng 28 khu dân cư vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Theo viên chức này, 12 dân thường Nga đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong các cuộc tấn công chưa từng có này. Hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực. Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố đầu tuần này rằng cuộc xâm nhập này nhằm mục đích thuyết phục Nga tham gia vào quy trình đàm phán công bằng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã củng cố các vị trí ở tỉnh Kursk của Nga gần 2 tuần sau khi bắt đầu chiến dịch tấn công xuyên biên giới.
Đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã giành quyền kiểm soát hơn 80 khu dân cư trên diện tích 1.150 km2 ở tỉnh Kerch. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết, quân đội nước này đã tiếp tục tiến công và bắt giữ thêm nhiều quân nhân Nga làm tù binh. Theo ông Zelensky, chiến dịch ở Kerch đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Quân đội Ukraine tiếp tục tiến lên và củng cố vị trí. Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine cho phép quân đội nước này tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Các chính phủ phương Tây cung cấp viện trợ cho Ukraine cho đến nay vẫn từ chối cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa vì lo ngại nguy cơ gia tăng xung đột. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 17 tháng 8, thống đốc vùng Belgorod Glaskov cho biết lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã tấn công thêm hai khu định cư ở vùng Belgorod. Ông Glaskov viết trên kênh Telegram, hai khu định cư trong khu vực của chúng tôi đã bị lực lượng vũ trang Ukraine bắn phá. Theo thông tin sơ bộ, không có người dân nào bị thương. Thống đốc Belgorod làm rõ rằng, tại làng Dronovka, quận đô thị Grayorosky, một ngôi nhà bốc cháy do trúng đạn trực tiếp. Ngọn lửa bùng phát đã được chủ nhà kịp thời dập tắt bằng bình chữa cháy. Ngoài ra, tại làng Grafovka, quận Krasnoyarsky, do bị pháo kích, đường dây cung cấp điện và khí đốt đã bị hư hại. Không có điện trên những con phố, các lực lượng khẩn cấp sẽ bắt đầu công việc khôi phục sau khi có thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Glaskov cũng lưu ý rằng hiện tại thông tin về hậu quả của vụ pháo kích đang được làm rõ và các cơ quan tác chiến đang hoạt động trên thực địa. Theo thông báo của Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurendo ngày 15 tháng 8, tình hình tại tỉnh biên giới Belgorod của Nga đã được xác định là tình trạng khẩn cấp liên bang. Lực lượng Nga ở Belgorod đã được đặt sẵn trong tình trạng báo động sau khi Kerch nằm kế cận bị Ukraine tấn công. Sự cảnh giác này đã giúp lực lượng Nga tại Belgorod kháng cự mãnh liệt hơn. Trong diễn biến khác, bình luận về tình hình chiến sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine trong thời gian gần đây, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột do hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo RIA Novosti, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết trong một cuộc họp báo ngày 15 tháng 8 theo giờ Washington cho rằng Mỹ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột Ukraine do các kế hoạch hành động của lực lượng vũ trang Ukraine. Bà Singh trả lời, khi các nhà báo yêu cầu bình luận về nguy cơ phản ứng của Moscow đối với hành động của lực lượng vũ trang Ukraine rằng tất nhiên là chúng tôi luôn lo ngại về sự leo thang. Nga không phản hồi điều gì đó không có nghĩa là họ không thể hoặc sẽ không làm điều gì đó trong tương lai. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh, chính quyền Mỹ luôn đưa ra phân tích đánh giá về nguy cơ leo thang. Tuy nhiên, bất chấp những mối đe dọa hiện hữu, Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục hỗ trợ Kiev về lâu dài, đồng thời đề cập đến cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kerch. Phó đại diện Lầu Năm Góc nói thêm rằng, Washington đang cố gắng tìm hiểu thêm về mục đích, mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó vào ngày 15 tháng 8, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã công bố báo cáo cho biết lực lượng vũ trang Ukraine được cho là không vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tài liệu được công bố viết, Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề chính trị tuyên bố rằng tất cả bằng chứng, bao gồm cả đối thoại song phương ở cấp lãnh đạo, cho thấy Ukraine tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc sử dụng vũ khí của Mỹ trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, tài liệu nêu rõ chính sách của Washington đối với Kiev về việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu lãnh thổ Nga được cho là không có bất kỳ thay đổi nào. Trong khi quân đội Ukraine giành được một số kết quả có lợi ban đầu tại vùng Kerch, lợi thế của Nga trên các mặt trận khác có vẻ vẫn nguyên vẹn. Theo nhiều chuyên gia nhận định, về lâu dài, Nga sẽ giành lại lợi thế chủ động tại Kerch. Bước tiến mới của Ukraine ở Kerch. Khi cuộc tấn công bước sang tuần thứ hai, lực lượng Ukraine đang tiến quân theo nhiều hướng từ thị trấn Zhutra của Kerch ở Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Zelensky cho biết, Kiev đã thành lập một văn phòng quân sự tại vùng Kerch, đồng thời kiểm soát được 82 khu dân cư và khu vực rộng 1.150 km2. Thiếu tướng Eduard Moskanyov được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự tại khu vực Ukraine đang kiểm soát. Theo ông, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực lượng Kiev vẫn tiến quân, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa hai nước. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho thấy diện tích lãnh thổ Nga mà Ukraine chiếm được tại Kerch trong vòng một tuần qua đã gần bằng diện tích mà lực lượng Nga chiếm được ở Ukraine trong vòng 7 tháng. Trong một phát biểu diễn ra ngày 14 tháng 8, Tổng thống Zelensky một lần nữa ám chỉ đến các bước tiến khác của quân đội Ukraine có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói trong một bài đăng trên Telegram rằng, chúng ta phải đảm bảo ở cấp độ lập pháp rằng các binh sĩ tham gia vào chiến dịch Kerch sẽ tham gia vào tất cả các hành động khác trên lãnh thổ Nga. Họ sẽ nhận được đủ lương và phúc lợi khi phục vụ trên tiền tuyến. Các quan chức Ukraine cho biết nước này không có ý định chiếm đóng Kerch, nhưng họ có thể tìm cách tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu định cư ở vùng Sumy giáp ranh biên giới khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh liên tục của Nga.
đồng thời chặn các tuyến tiếp tế đến mặt trận phía đông bắc. Chuyên gia quân sự Pasi Paronen thuộc tổ chức Blackbird nhận định rằng chiến sự Ukraine đã thay đổi phần nào cục diện chiến trường. Hình ảnh từ chiến trường cho thấy nhiều vũ khí Nga bị phá hủy, gợi nhớ đến các cuộc phản công thành công của Ukraine vào năm 2022 tại Kherson và Kharkov. Những hình ảnh này cũng thúc đẩy tinh thần binh sĩ Kiev đang giảm sút sau nhiều tháng để mất lãnh thổ vào tay Nga. Lợi thế của Nga trước bước tiến của Ukraine. Theo ông Paronen, dù đã phần nào bóc trần những khuyết điểm trên lớp giáp của quân đội Nga, nhưng cuộc đột kích này cũng có nguy cơ đẩy các lực lượng Kiev vào tình trạng thiếu binh lực và mất nguồn tiếp tế khi đã rời xa lãnh thổ Ukraine. Để tiến hành chiến dịch tấn công Kursk, Kiev đã tập hợp quân lực từ nhiều lữ đoàn khác nhau, một số trong đó được rút ra từ những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến, nơi mà bước tiến của Nga chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ông Oleksandr Zelensky tiết lộ tốc độ tiến quân của Kiev ở khu vực Kursk đã chậm lại. Ukraine đã tiến được từ 500m cho đến 1,5 km trong vòng 24 giờ, so với mức tiến được từ 1 đến 2 km của ngày hôm trước. Chuyên gia quân sự Pasi Paronen cũng dự đoán tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn cho Ukraine khi Nga điều thêm quân tới biên giới. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết đã chuẩn bị các biện pháp quân sự cần thiết nhằm bảo vệ các khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ đáp trả bằng phản ứng xứng đáng đối với cuộc tấn công lần này của Ukraine. Bên cạnh đó, mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng vùng lãnh thổ của Nga hiện do Ukraine kiểm soát không có nhiều giá trị về kinh tế hoặc chiến lược. Mặt khác, dù Ukraine đã buộc Nga phải phân tán lực lượng tới tuyến đầu biên giới dài 1.000 km, nhưng cho đến nay, lợi thế chiến lược chung của Moscow vẫn còn nguyên vẹn. Ukraine cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực quân sự của Nga đang giảm bớt dọc theo mặt trận phía đông thuộc Ukraine. Ông Konstantin Masovets, một chuyên gia quân sự Ukraine cho biết, một số đơn vị Nga được cho là đã di chuyển từ Vovchan đến Kharkov. Đồng thời, mặt trận Kherson và Zaporizhia cũng tiếp tục được triển khai thêm quân nhằm tăng áp lực về phía Ukraine. Trong khi đó, tại khu vực Bobrov thuộc Ukraine, mục tiêu có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, quân đội Kiev vẫn có rất ít sự cải thiện kể từ cuộc tấn công Kursk. Các báo cáo cho thấy giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Bobrov. Hầu hết các tổn thất về lãnh thổ trong tháng 6 và tháng 7 của Ukraine được ghi nhận ở khu vực Bobrov, gần một trung tâm hậu cần. Với giao tranh ngày càng dữ dội gần các thị trấn Torez và Chasovka, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công này để tận dụng sự mệt mỏi và thiếu hụt nhân lực của Ukraine. Trong nhiều trường hợp, tổn thất của Ukraine tại đây là kết quả của việc luân chuyển quân đội không đúng thời điểm, ông Masovets nói. Nga sẽ không ngừng tấn công vào những phần tiền tuyến mà họ đang thành công về mặt chiến thuật. Ở đó, họ sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi người cuối cùng của họ còn đứng vững. Kế hoạch của Ukraine. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga là một canh bạc tàn bạo đối với các chỉ huy quân sự của nước này. Một tuần giao tranh đã trôi qua, mục tiêu chung của chiến dịch táo bạo này vẫn chưa rõ ràng. Liệu Ukraine sẽ tiếp tục cố thủ và giữ lãnh thổ đã chiếm được hay sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga hay rút lui? Các nhà quan sát cũng chưa thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho việc liệu khu vực Kursk có phải là chiến trường phù hợp để tiến hành một cuộc tấn công hay không. Theo ước tính hiện nay, số lượng quân hoạt động ở đó dao động từ 5.000 đến 12.000. Tuy nhiên, tướng Zelensky vẫn cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục tập trung tiến công và sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo tại đây. Cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak lập luận rằng một cuộc tấn công Kursk cũng có thể củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow, chiếm đóng một phần lãnh thổ Nga trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào có thể mang lại cho Ukraine một số đòn bẩy. Thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một đoàn xe quân sự của Ukraine với vũ khí và trang thiết bị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực Kursk. Một sĩ quan đơn vị của thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga cho biết, ở vùng Kursk, một đoàn cơ giới của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị xe bọc thép từ các nước thành viên NATO đã bị phía Nga phá hủy hoàn toàn. Video về đoàn xe Ukraine bị phá hủy đã được chuyển giao cho hãng thông tấn RIA Novosti của Nga. Chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga nói với hãng thông tấn RIA Novosti, kết quả của một trận chiến ngắn ngủi, thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810 đã tiêu diệt hoàn toàn một nhóm cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển trong một đoàn xe ở vùng Kursk, trong đó có xe bọc thép từ các nước NATO, gồm cả hai xe bọc thép HMMWV của Mỹ Hammer, một số xe bọc thép Rosell Senator của Canada và một xe bọc thép hạng nặng Cougar do Mỹ sản xuất. Một xe chiến đấu Cougar, một xe bọc thép chở quân Stryker và hai xe Rosell Senator đã được trao tặng cho thủy quân lục chiến như những chiến tích. Trong trận cuộc giao tranh, khoảng 20 tay súng Ukraine cũng thiệt mạng. Theo vị chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga,
Ngoài thiết bị quân sự, các chiến binh còn thu giữ các tài liệu của quân đội Ukraine, hộ chiếu, thẻ căn cước quân đội, chứng chỉ huấn luyện. Trong tay họ còn có vũ khí cá nhân do các nước thành viên NATO sản xuất, đạn dược, áo giáp và mặt nạ phòng độc, thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử. Trong khi đó, theo báo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 6 tháng 8. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine viết: "Khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới Suza, các nhóm tấn công của lữ đoàn 80 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng. Đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát, quân Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ giương cờ trắng đầu hàng lính Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương tiến về biên giới Ukraine." Ngày 17 tháng 8, hãng tin Sputnik dẫn lời một phát ngôn viên quân sự Nga cho biết 24 quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 của các lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã đầu hàng quân đội Nga một cách có tổ chức gần làng Komarovka ở Kursk. "Trước khi đầu hàng, họ đã liên lạc với chúng tôi qua kênh Telegram Free Soldier 2022. Giao tranh giữa Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn trong khu vực. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky, binh lính Ukraine đã tiến gần làng Malolobnia thuộc Kursk và hy vọng sẽ bắt giữ thêm tù binh Nga tại đây. Ngược lại, Moscow khẳng định quân đội Nga đã chặn đứng đà tiến của đối phương và khiến Kiev mất hơn 2.800 binh sĩ cùng 41 xe tăng trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn chặn 12 tên lửa chiến thuật ATACMS do Ukraine dùng tấn công cầu cất nối bán đảo Crimea với phần đất liền Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả 12 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất đều bị phá hủy trong nỗ lực bắn chặn thành công của lực lượng phòng không địa phương vào tối ngày 16 tháng 8. Như vậy, 100% tên lửa ATACMS tấn công cầu Crimea đều bị tiêu diệt. Hãng tin Sputnik dẫn thông cáo của nhà chức trách Nga thống kê, trong tuần qua, Ukraine đã mất tới 3.825 binh sĩ trong khu vực hoạt động của nhóm chiến đấu Jok của Moscow trong các trận giao tranh với nhóm chiến đấu Zen của Moscow. Kiev mất 3.195 quân và 4 xe tăng, ước tính khoảng 3.450 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 6 xe tăng của họ bị phá hủy khi đụng độ với nhóm chiến đấu Zapad của Nga. Các lực lượng Moscow khẳng định đã đẩy lùi 12 cuộc phản công của Ukraine ở các khu vực tiền tuyến tại nước láng giềng, trong khi nhóm chiến đấu Sever đã ngăn chặn đà tiến của đối phương trong nỗ lực đột kích vùng biên giới cất của Nga, khiến Kiev mất 2.766 binh sĩ. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 57 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trong tuần qua và binh lính Nga đã giành thêm quyền kiểm soát khu định cư Sergeyevka ở vùng miền đông Donetsk. Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước các dữ liệu nêu trên. Bên cạnh việc phá hủy 12 tên lửa chiến thuật của Ukraine, ngày 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Iris-T do Đức chế tạo của các lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Sumy. Hệ thống phòng không này được người điều khiển máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Nga phát hiện tại vị trí ở một ngôi làng của tỉnh Sumy. Cuộc tấn công được thực hiện bởi các trắc thủ hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander-M. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bệ phóng hệ thống phòng không Patriot gần Donetsk đã bị tên lửa Iskander-M phá hủy. Vị trí bệ phóng tên lửa này ở khu vực làng Zhelobok đã được phát hiện bằng phương tiện trinh sát. Bộ cũng cho biết tổ lái Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Ukraine ở tỉnh Sumy. Vừa mới đây, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa của phương Tây, có thể là HIMARS do Mỹ sản xuất, để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim ở vùng Kursk, sát hại các tình nguyện viên đang cố gắng sơ tán dân thường. Trong một bài đăng trên Telegram vào tối ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết: "Lần đầu tiên, khu vực Kursk bị tấn công bởi các bệ phóng tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS của Mỹ. Hậu quả của cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua sông Seim thuộc quận Gluskovo là cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn và các tình nguyện viên đang hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng." Nga sẽ tăng cường phòng thủ và điều động thêm lực lượng dự bị để đối phó với chiến dịch của Ukraine ở vùng biên giới. Chiến dịch tấn công chớp nhoáng diễn ra vào ngày 6 tháng 8 khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine tràn qua khỏi biên giới phía Tây của Liên bang Nga. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ sau Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, Bộ Tổng tham mưu đã chuẩn bị một loạt các biện pháp bảo vệ các vùng biên giới của Nga, trong đó có tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod, bao phủ một khu vực có diện tích bằng Bồ Đào Nha. "Trước hết, chúng ta đang nói về việc cải thiện hiệu quả của hệ thống chỉ huy và kiểm soát thông qua hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khác.
ông Belousov nói với các tướng lĩnh và các quan chức cấp cao của tỉnh Belgorod. Bộ trưởng Belousov cho biết Moscow đang phân bổ thêm nguồn lực lượng để bảo vệ sự an toàn và bất khả xâm phạm của lãnh thổ Nga. Trong khi cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã làm lộ điểm yếu của hệ thống phòng thủ biên giới của Nga và thay đổi cách nhìn nhận của công chúng về cuộc xung đột, thì các quan chức Nga cho biết hoạt động của Ukraine sẽ không thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột. Ukraine tuyên bố giành được hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga ở tỉnh Kerch, nhưng Moscow khẳng định nước này vẫn đang kiểm soát tình hình. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Nga cho biết rằng đã giành lại được khu định cư Kropets ở tỉnh Kerch. Chúng tôi đốt cháy mọi thứ đang di chuyển và mọi thứ mà chúng tôi phát hiện được, tướng Avdi Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Azov của Cộng hòa Chechnya đã nói. Bằng cách đưa xung đột đến lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky phải đối mặt với nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận. Nga cho biết đã kiểm soát được ngôi làng chỉ cách phía thành phố Pokrovsk khoảng 16 km, nằm cạnh những tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 8 cho biết các lực lượng vũ trang Nga VSRF đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Iris-T do Đức chế tạo của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU ở tỉnh Sumy. Hệ thống phòng không này được người điều khiển máy bay không người lái của VSRF phát hiện vị trí chiến đấu gần làng Senoe, tỉnh Sumy. Cuộc tấn công được thực hiện bởi các trác thủ hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander-M. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không Patriot gần Dnieper đã bị tên lửa Iskander-M phá hủy. Vị trí bệ phóng tên lửa này ở khu vực làng Zelobok đã được phát hiện bằng phương tiện trinh sát. Bộ trên cũng đã tiết lộ tổ lái Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga VKS đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Ukraine ở tỉnh Sumy. Vừa mới đây, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây, có thể là HIMARS, do Mỹ sản xuất, để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở vùng Kerch, giết hại các tình nguyện viên đang cố gắng sơ tán dân thường. Trong một bài đăng trên Telegram tối ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết: "Lần đầu tiên, khu vực Kerch bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS của Mỹ. Hậu quả là cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua sông Sim ở Gluskovo là cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn và các tình nguyện viên đang hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng." Hiện phía Ukraine chưa có bình luận về các thông tin này. Tối cùng ngày 16 tháng 8, phóng viên chiến trường của Nga Marat Khairulin đã cho biết rằng Ukraine đang chuẩn bị khiêu khích hạt nhân và đã chuyển một quả bom hạt nhân bẩn tới tỉnh Dnipropetrovsk, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công dự kiến sẽ được thực hiện tại các địa điểm lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân. Phóng viên Khairulin đã nêu rõ, các nguồn tin phía trên kia thông báo rằng Ukraine đang chuẩn bị một hành động khiêu khích hạt nhân, đó là kích nổ bom hạt nhân bẩn. Họ có thể có kế hoạch tấn công các khu vực lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân. Các đầu đạn đặc biệt dành cho hành động khiêu khích này đã được chuyển tới thành phố Zhytomyr, tỉnh Dnipropetrovsk, cho doanh nghiệp xí nghiệp chế biến mỏ miền Đông. Theo phóng viên trên, hành động khiêu khích của Ukraine có thể xảy ra trong thời gian VSU tiến quân từ Glukhov đến Rysk thuộc tỉnh Kerch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin này. Thông tin về phía Nga, hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 8 đưa tin, cố vấn của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Andrei Initsky, đã không còn làm việc tại bộ này. Hãng TASS đăng tải bình luận của ông Initsky, theo đó cuộc tấn công của VSU ở tỉnh Kerch được chỉ huy và phối hợp với các cơ quan tình báo phương Tây. Ông Initsky được nêu trong bài viết là chuyên gia quân sự, cựu cố vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Initsky làm cố vấn cho ông Shoigu từ năm 2015. Ông Shoigu đứng đầu Bộ Quốc phòng từ năm 2012 đến 2024, hiện Bộ Quốc phòng do ông Andrei Belousov đứng đầu. Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa của phương Tây, có thể là HIMARS do Mỹ sản xuất, để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở Kerch, khiến các tình nguyện viên thiệt mạng khi đang cố gắng sơ tán dân thường. Trong một bài đăng trên Telegram vào tối ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết: "Lần đầu tiên khu vực Kerch bị tấn công bởi các bệ phóng tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS của Mỹ. Hậu quả của cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua sông Sim ở quận Gluskovo là cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn và các tình nguyện viên đang hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng." Trước đó, các kênh Telegram của Nga đã đưa tin cho hay quân đội Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng nối liền các khu vực biên giới của vùng Kerch với bờ phải của sông Sim. Người dân địa phương cho biết một cây cầu bắc qua sông gần làng Gluskovo đã bị phá hủy. Cây cầu này đã bị nhắm mục tiêu trong khoảng thời gian 2 ngày trước khi bị phá hủy. Cây cầu này là một trong số ít các giao lộ quan trọng trong khu vực, cùng với hai cây cầu đường bộ khác.
gần các làng Jovanoi và Kari, và một cây cầu đường sắt cũng phục vụ cho khu vực này. Việc phá hủy những cây cầu này có thể cô lập một phần đáng kể của quận Gluskovsky, cắt đứt nó khỏi lực lượng chính của Nga. Mặc dù quân đội Nga có khả năng triển khai phá pháo để duy trì kết nối, nhưng điều này sẽ đi kèm với nguy cơ đáng kể về các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine. Phần bị ảnh hưởng của quận Gluskovsky bao gồm một số khu định cư, ví dụ như Toykino, Popovo-Lezachi và Volfino, cùng với 27 ngôi làng khác. Theo thông tin tình báo nhận được từ Nga, các lực lượng Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị để tấn công vào các khu vực lưu trữ chất thải hạt nhân tại một nhà máy điện hạt nhân của Nga bằng các đầu đạn phóng xạ và sau đó đổ lỗi cho Moscow. Các lực lượng Kiev đã tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, lớn nhất châu Âu, và đã gây ra một vụ hỏa hoạn tại một trong những tháp làm mát, đồng thời cáo buộc Nga đã tự đánh bom. Nhà báo quân sự Marat Skyzulin cho biết trên kênh Telegram của ông, các nguồn tin từ phía bên kia báo cáo rằng người Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch dương cờ giả, một vụ nổ của một quả bom nguyên tử bẩn. Họ dự định tấn công vào các khu vực lưu trữ chất thải hạt nhân của một nhà máy điện hạt nhân. Các đầu đạn đặc biệt dự định dùng cho một cuộc tấn công đã được chuyển đến nhà máy khai thác và chế biến Vostochny ở Rostivodi thuộc khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine. Như những mục tiêu có thể của cuộc tấn công, Khairulin chỉ ra có thể nhà máy điện hạt nhân ở Enegoda hoặc nhà máy điện hạt nhân Kurt ở Kurchatov, đồng thời lưu ý rằng chính phủ Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây của họ đang tuyệt vọng và sẵn sàng thử bất cứ điều gì. Một quan chức an ninh trong quản lý quân sự Nga ở khu vực Kharkov đã xác nhận thông tin của Khairulin với RIA Novosti. Cuộc tấn công dự định sử dụng các đầu đạn phóng xạ để nhắm vào các khu vực lưu trữ nhiên liệu đã sử dụng tại một nhà máy điện hạt nhân và đạn dược đã được chuyển đến Chotivodi. Ý định của Kiev là cáo buộc Moscow thực hiện một chiến dịch dương cờ giả để có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine. Quan chức an ninh cho biết, chính phủ Ukraine đã nhận lệnh từ các nhà tài trợ phương Tây của họ để gia tăng càng nhiều càng tốt. Theo quan chức an ninh, thông tin tình báo được cung cấp từ các tù nhân chiến tranh Ukraine. RIA Novosti cũng trích dẫn Sergei Lebedev, được giới thiệu là lãnh đạo ngầm khu vực Nikolaev, người cho biết cuộc tấn công dự định sẽ được thực hiện bằng vũ khí NATO với sự đồng ý của phương Tây. Ông Lebedev cho biết, phía Ukraine đang có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa với vũ khí NATO vào các nhà máy điện hạt nhân Kurt và Zaporizhzhia trong thời gian tới. Các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Anh, đang giám sát cuộc tấn công khủng bố, tên lửa tầm xa không thể bay mà không có sự cho phép của họ. Lebedev chỉ ra rằng, một số lượng lớn các phóng viên phương Tây đã đến khu vực Sumy gần Kurt, cũng như thuộc phần kiểm soát của Ukraine ở Zaporizhzhia, cho thấy đây là một phần của sự chuẩn bị của Kiev cho chiến dịch dương cờ giả hạt nhân. Một xe bọc thép của Ukraine đã cố gắng đâm vào trạm kiểm soát biên giới của Nga một mình trước khi bị hỏa lực dữ dội bắn trả. Đoạn video dường như cho thấy xe Cossack 2 đang lao với tốc độ tối đa về phía trạm kiểm soát Kolotilovka, nơi ngăn cách Ukraine với vùng Belgorod của Nga. Các blogger quân sự Nga gọi đây là nhiệm vụ cảm tử sau khi chiếc xe chiến đấu được đánh dấu rõ ràng bằng hình tam giác màu trắng, biểu tượng cho cuộc tấn công của Ukraine, nhanh chóng bị mắc kẹt bởi rào chắn trên đường. Đoạn phim cho thấy chiếc xe bị rơi gần trung tâm trạm kiểm soát và bị bắn. Có thông tin cho biết nó bị trúng một máy bay không người lái FPV của Nga và một quả đạn pháo Krasnopol dẫn đường chính xác. Người ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với 7 người lính được nhìn thấy khi đang vội vã chạy ra khỏi xe trước khi xe bị đâm. Tuy nhiên, một tài khoản Telegram của Nga cho biết những người lính vẫn kịp dỡ hàng ở lối vào trạm kiểm soát sau khi vừa sống sót sau một đòn tấn công như vậy. Belgorod đã bị pháo kích trong những ngày gần đây khi cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu ở khu vực Kursk lân cận, bước sang ngày thứ 10. Cuộc tấn công cho đến nay đã buộc phải sơ tán hơn 200.000 người khỏi khu vực biên giới. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Belgorod vào ngày 15 tháng 8 khi các quan chức nêu ra tình hình phức tạp và căng thẳng. Quân đội Nga cho biết họ đang chuẩn bị các hành động cụ thể, bao gồm phân bổ thêm lực lượng để bảo vệ Belgorod khỏi các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Trong khi Ukraine tuyên bố đã chiếm giữ hơn 1.150 km2 lãnh thổ Nga tại Kursk, Moscow tuyên bố lực lượng của họ đã ngăn chặn được bước tiến của Ukraine, trong khi thừa nhận rằng các nhóm nhỏ vẫn tiếp tục thăm dò các tuyến phòng thủ biên giới của họ. Trong khi quân đội Ukraine giành được một số kết quả có lợi ban đầu tại vùng Kursk, lợi thế của Nga trên các mặt trận khác có vẻ vẫn nguyên vẹn. Theo nhiều chuyên gia nhận định, về lâu dài, Nga sẽ giành lại lợi thế chủ động tại Kursk. Bước tiến mới của Ukraine ở Kursk.
Khi cuộc tấn công bước sang tuần thứ hai, lực lượng Ukraine đang tiến quân theo nhiều hướng từ thị trấn Zhuzhda của Kursk ở Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Zelensky cho biết, Kiev đã thành lập một văn phòng quân sự tại vùng Kursk, đồng thời kiểm soát được 82 khu dân cư và khu vực rộng 1.150 km2. Thiếu tướng Eduard Moskanyov được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự tại khu vực Ukraine đang kiểm soát. Theo ông, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực lượng Kiev vẫn tiến quân, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa hai nước. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho thấy diện tích lãnh thổ Nga mà Ukraine chiếm được tại Kursk trong vòng một tuần qua đã gần bằng diện tích mà lực lượng Nga chiếm được ở Ukraine trong vòng 7 tháng. Trong một phát biểu diễn ra ngày 14 tháng 8, Tổng thống Zelensky một lần nữa ám chỉ đến các bước tiến khác của quân đội Ukraine có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói trong một bài đăng trên Telegram rằng, chúng ta phải đảm bảo ở cấp độ lập pháp rằng các binh sĩ tham gia vào chiến dịch Kursk sẽ tham gia vào tất cả các hành động khác trên lãnh thổ Nga. Họ sẽ nhận được đủ lương và phúc lợi khi phục vụ trên tiền tuyến. Các quan chức Ukraine cho biết nước này không có ý định chiếm đóng Kursk, nhưng họ có thể tìm cách tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu định cư ở vùng Sumy, giáp danh biên giới khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh liên tục của Nga, đồng thời chặn các tuyến tiếp tế đến mặt trận phía đông bắc. Chuyên gia quân sự Pasi Paronen thuộc tổ chức Blackbird nhận định rằng chiến sự Ukraine đã thay đổi phần nào cục diện chiến trường. Hình ảnh từ chiến trường cho thấy nhiều vũ khí Nga bị phá hủy, gợi nhớ đến các cuộc phản công thành công của Ukraine vào năm 2022 tại Kherson và Kharkov. Những hình ảnh này cũng thúc đẩy tinh thần binh sĩ Kiev đang giảm sút sau nhiều tháng để mất lãnh thổ vào tay Nga. Lợi thế của Nga trước bước tiến của Ukraine. Theo ông Paronen, dù đã phần nào bóc trần những khuyết điểm trên lớp giáp của quân đội Nga, nhưng cuộc đột kích này cũng có nguy cơ đẩy các lực lượng Kiev vào tình trạng thiếu binh lực và mất nguồn tiếp tế khi đã rời xa lãnh thổ Ukraine. Để tiến hành chiến dịch tấn công Kursk, Kiev đã tập hợp quân lực từ nhiều lữ đoàn khác nhau, một số trong đó được rút ra từ những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến, nơi mà bước tiến của Nga chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ông Oleksandr Zelensky tiết lộ tốc độ tiến quân của Kiev ở khu vực Kursk đã chậm lại. Ukraine đã tiến được từ 500m cho đến 1,5 km trong vòng 24 giờ, so với mức tiến được từ 1 đến 2 km của ngày hôm trước. Chuyên gia quân sự Pasi Paronen cũng dự đoán tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn cho Ukraine khi Nga điều thêm quân tới biên giới. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết đã chuẩn bị các biện pháp quân sự cần thiết nhằm bảo vệ các khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ đáp trả bằng phản ứng xứng đáng đối với cuộc tấn công lần này của Ukraine. Bên cạnh đó, mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng vùng lãnh thổ của Nga hiện do Ukraine kiểm soát không có nhiều giá trị về kinh tế hoặc chiến lược. Mặt khác, dù Ukraine đã buộc Nga phải phân tán lực lượng tới tuyến đầu biên giới dài 1.000 km, nhưng cho đến nay, lợi thế chiến lược chung của Moscow vẫn còn nguyên vẹn. Ukraine cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực quân sự của Nga đang giảm bớt dọc theo mặt trận phía đông thuộc Ukraine. Ông Konstantin Masovet, một chuyên gia quân sự Ukraine cho biết, một số đơn vị Nga được cho là đã di chuyển từ Vovchan đến Kharkov, đồng thời mặt trận Kherson và Zaporizhia cũng tiếp tục được triển khai thêm quân nhằm tăng áp lực về phía Ukraine. Trong khi đó, tại khu vực Bobrov thuộc Ukraine, mục tiêu có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, quân đội Kiev vẫn có rất ít sự cải thiện kể từ cuộc tấn công Kursk. Các báo cáo cho thấy giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Bobrov. Hầu hết các tổn thất về lãnh thổ trong tháng 6 và tháng 7 của Ukraine được ghi nhận ở khu vực Bobrov gần một trung tâm hậu cần. Với giao tranh ngày càng dữ dội gần các thị trấn Torez và Chasovka, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công này để tận dụng sự mệt mỏi và thiếu hụt nhân lực của Ukraine. Trong nhiều trường hợp, tổn thất của Ukraine tại đây là kết quả của việc luân chuyển quân đội không đúng thời điểm, ông Masovet nói. Nga sẽ không ngừng tấn công vào những phần tiền tuyến mà họ đang thành công về mặt chiến thuật. Ở đó, họ sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi người cuối cùng của họ còn đứng vững. Kế hoạch của Ukraine. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga là một canh bạc tàn bạo đối với các chỉ huy quân sự của nước này. Một tuần giao tranh đã trôi qua, mục tiêu chung của chiến dịch táo bạo này vẫn chưa rõ ràng. Liệu Ukraine sẽ tiếp tục cố thủ và giữ lãnh thổ đã chiếm được hay sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga hay rút lui? Các nhà quan sát cũng chưa thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho việc liệu khu vực Kursk có phải là chiến trường phù hợp để tiến hành một cuộc tấn công hay không. Theo ước tính hiện nay, số lượng quân hoạt động ở đó dao động từ 5.000 đến 12.000. Tuy nhiên, tướng Zelensky vẫn cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục tập trung tiến công và sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo tại đây. Cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak lập luận rằng một cuộc tấn công Kursk cũng có thể củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow, chiếm đóng một phần lãnh thổ Nga trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào có thể mang lại cho Ukraine một số đòn bẩy.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 8 cho biết, các lực lượng vũ trang Nga VSRF đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Iris-T do Đức chế tạo của các lực lượng vũ trang Ukraine VSO ở tỉnh Sumy. Hệ thống phòng không này được người điều khiển máy bay không người lái của VSRF phát hiện vị trí chiến đấu gần làng Senoe, tỉnh Sumy. Cuộc tấn công được thực hiện bởi các trác thủ hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander-M. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không Patriot gần Dnieper đã bị tên lửa Iskander-M phá hủy. Vị trí bệ phóng tên lửa này ở khu vực làng Zelobok đã được phát hiện bằng phương tiện trinh sát. Bộ trên cũng đã tiết lộ tổ lái Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga VKS đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Ukraine ở tỉnh Sumy. Vừa mới đây, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây, có thể là HIMARS, do Mỹ sản xuất để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở vùng Kerch, giết hại các tình nguyện viên đang cố gắng sơ tán dân thường. Trong một bài đăng trên Telegram tối ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết: "Lần đầu tiên, khu vực Kerch bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS của Mỹ. Hậu quả là cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua sông Sim ở Gluskovo là cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn và các tình nguyện viên đang hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng." Hiện phía Ukraine chưa có bình luận về các thông tin này. Tối cùng ngày 16 tháng 8, phóng viên chiến trường của Nga Marat Khairulin đã cho biết rằng Ukraine đang chuẩn bị khiêu khích hạt nhân và đã chuyển một quả bom hạt nhân bẩn tới tỉnh Dnipropetrovsk, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công dự kiến sẽ được thực hiện tại các địa điểm lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân. Phóng viên Kai Rulin đã nêu rõ, các nguồn tin phía trên kia thông báo rằng Ukraine đang chuẩn bị một hành động khiêu khích hạt nhân, đó là kích nổ bom hạt nhân bẩn. Họ có thể có kế hoạch tấn công các khu vực lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân. Các đầu đạn đặc biệt dành cho hành động khiêu khích này đã được chuyển tới thành phố Zhytomyr, tỉnh Dnipropetrovsk, cho doanh nghiệp xí nghiệp chế biến mỏ miền Đông. Theo phóng viên trên, hành động khiêu khích của Ukraine có thể xảy ra trong thời gian VSU tiến quân từ Glukhov đến Rysk thuộc tỉnh Kerch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin này. Thông tin về phía Nga, hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 8 đưa tin, cố vấn của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Andrei Initsky, đã không còn làm việc tại bộ này. Hãng TASS đăng tải bình luận của ông Initsky, theo đó cuộc tấn công của VSU ở tỉnh Kerch được chỉ huy và phối hợp với các cơ quan tình báo phương Tây. Ông Initsky được nêu trong bài viết là chuyên gia quân sự, cựu cố vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Initsky làm cố vấn cho ông Shoigu từ năm 2015. Ông Shoigu đứng đầu Bộ Quốc phòng từ năm 2012 đến 2024, hiện Bộ Quốc phòng do ông Andrei Belousov đứng đầu. Sau khi các cơ quan truyền thông Nga đưa tin, Kiev đang lên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia bằng đầu đạn phóng xạ và một blogger quân sự người Nga sau đó cũng quả quyết, lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tập kích bằng bom hạt nhân bẩn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heohii Tikhii bác bỏ thông tin Kiev có kế hoạch sử dụng bom bẩn và tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Ông Tiki viết trên Telegram đã xuất hiện cáo buộc cho rằng Ukraine có kế hoạch sử dụng bom bẩn hoặc tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi chính thức bác bỏ những tuyên bố này. Ukraine không có ý định hoặc khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy. Trong thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, ông Tiki tố ngược phía Nga đang đưa ra những lời tuyên truyền sai sự thật nhằm bôi nhọ Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, Ukraine không có ý định hay khả năng thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào như vậy. Nga cần phải chấm dứt loan truyền những điều dối trá nguy hiểm. Bom bẩn về bản chất là một vật liệu nổ thông thường có chứa chất phóng xạ, có thể là uranium, plutonium hoặc các phụ phẩm chất thải phóng xạ khác. Bom bẩn không gây ra vụ nổ hạt nhân, do đó không gây ra sự hủy diệt vật chất trên diện rộng giống như vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, mục đích của chính bom bẩn là phát tán ô nhiễm phóng xạ ra các khu vực rộng hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm km, khiến những khu vực này trở thành nơi không thể sinh sống được, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân hoặc quân đội. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine lần đầu sử dụng đạn dược do phương Tây sản xuất để bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự tại Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Đây là động thái gia tăng căng thẳng mới nhất của Kiev kể từ khi đưa quân vào khu vực này. Trước đó, các cuộc tấn công của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS chỉ được tiến hành ở các khu vực trước đây làm một phần của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đã thực hiện một số cuộc tấn công mạnh bạo nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga. Đặc biệt, lần đầu tiên, khu vực Kursk bị tấn công bằng tên lửa do phương Tây sản xuất, rất có thể là từ một hệ thống HIMARS của Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một cây cầu bắc qua sông Sem ở quận Gluskovsky, khiến các tình nguyện viên đang hỗ trợ người dân địa phương sơ tán thiệt mạng. Bà Zakharova cảnh báo, như chúng tôi đã nói trước đó, tất cả những người chịu trách nhiệm cho những hành động vô nhân đạo này sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Không dừng lại ở Kursk, quân Ukraine còn đánh bung sang tỉnh Belgorod kế bên. Quân đội Nga không nao núng, tổ chức đánh chặn quyết liệt lực lượng Ukraine ở cả Belgorod lẫn Kursk, trong lúc vẫn duy trì thế tiến công ở miền đông Ukraine, thương vong gia tăng ở cả hai phía. Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã mở rộng từ tỉnh Kursk sang cả tỉnh Belgorod cận kề. Chiến sự khốc liệt diễn ra ở Belgorod, trong lúc quân Ukraine tại Kursk bộc lộ nhiều dấu hiệu củng cố sự kiểm soát của họ đối với nơi này vào ngày 15 tháng 8 năm 2024. Chi tiết mới về giao tranh tại Belgorod được tiết lộ bởi các binh sĩ Ukraine bị thương tại đó và sơ tán qua biên giới về tỉnh Sumy của Ukraine. Trong khi ấy, vào ngày 15 tháng 8, Ukraine bổ nhiệm một viên chỉ huy quân sự mới để quản lý những khu vực mà Ukraine mới chiếm được bên trong tỉnh Kursk của Nga. Tâm lý lạc quan ở mức độ nhất định xuất hiện trong nhiều binh sĩ Ukraine tác chiến tại Kursk và trở về Sumy để lấy thêm nhiên liệu, lương thực trước khi trở lại các chốt bên kia biên giới trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, tại Belgorod, chiến sự thậm chí còn ác liệt hơn nhiều. Một nhóm binh sĩ Ukraine cho biết, sau nhiều tháng được triển khai sát dọc biên giới, họ đã được điều tiến vào đất Nga hôm 11 tháng 8 bằng xe thiết giáp. Khi nhóm trên vượt biên giới tại Kolotilovka, thì binh lính Nga đồn trú tại Belgorod dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến lính Ukraine, trái ngược với tình hình trước đó ở Kursk. Khu vực này được bảo vệ bằng chướng ngại vật răng rồng dùng để cản xe tăng và giải min dày đặc. Quân Ukraine bị tấn công dữ dội bằng pháo, UAV và bom trọng trường gần như ngay lập tức. Những người lính Ukraine kể lại, họ tiến được khoảng 9,6 km, chiếm những vị trí quân Nga bỏ lại, nhưng giao tranh vẫn khốc liệt. Nga pháo kích dồn dập khiến những quân nhân Ukraine còn sống sót phải ẩn nấp trong chiến hào Nga tại đó trong vài ngày liền, cho đến khi một xe thiết giáp tới sơ tán họ để cứu chữa vết thương vào đầu ngày 15 tháng 8. Quân Nga ở Belgorod có lẽ được đặt sẵn trong tình trạng báo động sau khi Kursk nằm kế cận bị Ukraine tấn công. Brady Afric, nhà phân tích nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng sự cảnh giác của lực lượng Nga tại Belgorod có thể đã giúp họ kháng cự mãnh liệt hơn. Ukraine đã điều hai lữ đoàn đổ bộ đường không, lữ đoàn 82 và 95 tham chiến ở Kursk. Lính lữ đoàn 95 đã được chụp ảnh trên đường hành quân tới vùng chiến sự. Quân Nga đã phục kích và hạ một số quân nhân thuộc lữ đoàn 95 ở khu vực Kursk. Việc giới chỉ huy Ukraine sẵn sàng làm suy yếu thế phòng ngự của mình ở những nơi khác như các thị trấn Pokrov, Torez và Chasovia để củng cố cuộc tiến công vào Kursk cho thấy mức độ ưu tiên và mạo hiểm của họ lúc này. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia của Mỹ nhận định, việc Ukraine rút bớt các đơn vị khỏi các thị trấn Pokrov, Torez và Chasovia, nơi khó khăn nhất của tiền tuyến, cho thấy Ukraine đang không theo đuổi mục tiêu giới hạn trong chiến dịch đột kích vào Kursk. Sự kiện giới chức Ukraine thiết lập cơ quan hành chính quân sự ở những vùng mới chiếm được trong tỉnh Kursk của Nga phản ánh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện lâu dài tại tỉnh này, tất nhiên là khi quân Ukraine đủ sức giữ được lãnh thổ tại đây. Mới đây, tờ Washington Post của Mỹ đưa tin Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực xâm nhập song song không thành công. Tờ Washington Post đưa tin lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công vùng Belgorod của Nga cùng với cuộc tấn công vào vùng Kursk nhưng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt và chịu tổn thất nặng nề. Tờ báo đưa tin rằng đang có cuộc giao tranh ác liệt trên biên giới ở vùng Belgorod, trích dẫn thông tin từ những binh lính Ukraine bị thương đã được sơ tán về vùng Sumy ở quê nhà. Một binh sĩ được trích dẫn lời cho biết, cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào khu vực Belgorod đã bắt đầu 4 ngày trước và có sự tham gia của một đội xe bọc thép di chuyển vào ban ngày, đồng thời mô tả hoạt động này là điên rồ. Người Ukraine được cho là đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần cửa khẩu biên giới Kolotilovka-Bobrov. Tuy nhiên, không giống như ở vùng Kursk, nơi quân đội Kiev đã đạt được một số thành quả, lực lượng Nga ở Belgorod lân cận đã chuẩn bị tốt để đẩy lùi cuộc xâm nhập. Theo người lính Ukraine, khu vực này được củng cố bằng chướng ngại vật, chống tăng răng rồng và được giải rất nhiều mìn. Ông cho biết ngay khi họ tiến gần đến biên giới, quân đội Kiev đã bị pháo binh, máy bay không người lái và bom trên không của Nga tấn công dữ dội. Người lính nói, toàn bộ nhóm của chúng tôi đều bị thương vào ngày chúng tôi đến. Nhiều chiến binh Ukraine bị thương nặng, trong khi những người khác đã tử trận và phải bỏ lại phía sau.
Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay chỉ báo cáo về các hành động của mình và tổn thất của Ukraine tại vùng Kursk và chưa xác nhận bất kỳ cuộc giao tranh nào ở vùng Belgorod. Vào ngày 15 tháng 8, tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại vùng Belgorod với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Krenkov cho biết rằng hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố của các đơn vị vũ trang Ukraine, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, có người dân thiệt mạng và bị thương. Tuần trước đó, một chiến dịch chống khủng bố đã được công bố tại các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, tất cả đều giáp với Ukraine. Quân đội Kiev đã tiến hành cuộc tấn công vào Kursk vào ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của họ vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tiến công của họ được cho là đã bị quân đội Nga chặn lại, mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát được một số khu định cư ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine đã mất khoảng 2.640 quân nhân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 37 xe tăng và 32 xe bọc thép. Mới đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video bắt giữ binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk. Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố bắt được binh sĩ Nga ở tỉnh này. Cụ thể, theo video do Nga công bố, 3 binh sĩ Nga đang áp giải 5 binh sĩ Ukraine đi thành hàng. Sau đó, các binh sĩ Ukraine đã phải nằm úp xuống đất để binh sĩ Nga kiểm tra người. Theo Bộ Quốc phòng Nga, số binh sĩ trên thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82 của lực lượng vũ trang Ukraine. Còn theo video của Ukraine công bố, binh lính Nga cũng nằm úp trên mặt đất dưới sự kiểm soát của phía Ukraine. Theo Cơ quan An ninh Ukraine ngày 15 tháng 8, 102 binh sĩ Nga bị bắt thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới Vệ binh 488 của Nga và đơn vị Akhmat của lực lượng này là nhóm binh sĩ lớn nhất bị bắt cùng lúc kể từ năm 2022. Theo các nguồn tin, binh sĩ Nga và binh sĩ Ukraine sẽ được trao đổi với nhau. Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Dubinets trong tuần này nói rằng ông đã nói chuyện với người đồng cấp Nga về việc trao đổi tù binh. Ukraine và Nga thường xuyên trao đổi tù binh. Lần trao đổi gần đây nhất là vào tháng trước, các quan chức Ukraine thông báo nước này đã nhận về 3.405 binh sĩ bị Nga bắt giữ kể từ tháng 2 năm 2022. Theo Defense Express ngày 6 tháng 8, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội triển khai xe tăng Abrams để tấn công một cứ điểm của Nga ở gần thành phố Bobrov, vùng Donetsk. Xe tăng này được vận hành bởi Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47. Đại diện Lữ đoàn số 47 cho biết, xin cảm ơn các đơn vị trinh sát về những hình ảnh rõ nét. Đợt tập kích bằng xe tăng Abrams đã làm giảm sức ép cho binh lính Ukraine trong khu vực. Dù đã cam kết chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine từ đầu năm 2023, nhưng các xe tăng này chỉ mới xuất hiện trên tiền tuyến kể từ tháng 2 năm nay. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oris tiết lộ các xe tăng của Mỹ đang thể hiện không tốt trong thực chiến và Ukraine đã mất 11 chiếc Abrams trong thời gian qua. Trên thực tế, loại xe tăng Abrams được Washington gửi tới Ukraine là phiên bản cũ M1A1 thay vì M1A2 như dự kiến. Các xe tăng mà Kiev nhận được cũng không có đủ công nghệ như phiên bản của Mỹ, bao gồm việc thiếu lớp giáp uranium nghèo. Sau khởi đầu không mấy ấn tượng, quân đội Ukraine hiện sử dụng xe tăng Abrams như những hệ thống pháo tầm xa nhắm vào các cơ sở tập trung nhân lực và thiết bị của đối thủ. Theo hãng tin Reuters của Anh, sau khi Ukraine bất ngờ tiến quân vào khu vực Kursk ngày 6 tháng 8, binh sĩ nước này đã kiểm soát khu vực rộng hơn 1.000 km2. Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Oleksandr Siersky, ngày 15 tháng 8 cho biết quân đội Ukraine đã kiểm soát hàng chục ngôi làng và hơn 1.000 km2 lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Siersky nêu rõ, tổng cộng, kể từ khi bắt đầu các hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga, quân đội chúng tôi đã tiến sâu 35 km. Chúng tôi đã kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ và 82 khu định cư. Phía Nga cũng thừa nhận Ukraine kiểm soát một số khu vực dân cư và đang sơ tán hàng chục nghìn người. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Grupets ở khu vực Kursk. Theo tờ Washington Post của Mỹ, Ukraine và Nga dự định cử các phái đoàn đến thủ đô Doha của Qatar trong tháng này để đàm phán một thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên. Trong đó, Qatar đóng vai trò là trung gian và gặp riêng với các phái đoàn Ukraine và Nga đã bị gián đoạn do cuộc tấn công xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk ở biên giới Nga vào ngày 6 tháng 8. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến và thỏa thuận tiềm năng này đã không được đưa tin công khai trước đây. Theo Washington Post, việc Nga, Ukraine sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán đã cho thấy sự thay đổi ở cả hai quốc gia, ít nhất là đối với một lệnh ngừng bắn hạn chế.
Một nhà ngoại giao tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết các quan chức Nga đã hoãn cuộc họp với các quan chức Qatar sau cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk. Ông cũng cho biết phái đoàn Moscow đã gọi đây là một sự leo thang và lưu ý rằng Ukraine không cảnh báo Qatar về cuộc tấn công qua biên giới của mình. Nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh rằng Nga chưa hoàn toàn hủy bỏ các cuộc đàm phán, họ chỉ yêu cầu thêm thời gian. Nguồn tin cho biết Ukraine vẫn muốn gửi phái đoàn của mình đến Qatar, nhưng Qatar đã từ chối vì không thấy lợi ích trong một cuộc họp đơn phương. Nhà ngoại giao quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết, trong tháng 6 và tháng 7, Qatar đã thảo luận về một thỏa thuận với Kiev và Moscow về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết các bên đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Doha và chỉ còn những chi tiết nhỏ cần được thống nhất. Một người quen thuộc với các cuộc đàm phán nói, sau Kursk, người Nga đã lùi bước. Một thông tin Nga có liên hệ chặt chẽ với cộng đồng ngoại giao cho biết ông Putin sẽ không có tâm trạng để đạt được thỏa thuận sau cuộc tấn công vào Kursk. Người đó nói, các vị biết rằng lãnh đạo Nga của chúng tôi thường không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào dưới áp lực. Đáp lại yêu cầu từ Washington Post, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hội nghị thượng đỉnh ở Doha đã bị hoãn do tình hình ở Trung Đông, nhưng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 22 tháng 8. Sau đó, Kiev sẽ tham khảo ý kiến với các đối tác của mình về việc thực hiện thỏa thuận. Điện Kremlin không trả lời yêu cầu từ Washington Post. Nhà Trắng từ chối bình luận về chủ đề này. Các quan chức Ukraine và phương Tây nhấn mạnh rằng bước tiến của Kiev trong việc gặp gỡ với Nga phần nào nhằm mục đích cung cấp cho Ukraine nhiều quyền lực hơn trong các cuộc đàm phán tương lai. Washington Post viết, các nhà phân tích quân sự đã bày tỏ sự hoài nghi rằng lực lượng Ukraine có thể duy trì kiểm soát lãnh thổ Nga. Moscow tiếp tục thu được những thành công ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine và chưa chuyển quân từ đó để bảo vệ cuộc tấn công mới của Ukraine. Nhưng mặc dù Kiev có thể đã cải thiện vị thế đàm phán của mình trong tương lai với cuộc chiếm đất, khả năng đàm phán hòa bình sắp xảy ra dường như đã giảm sút. Tổng thống Nga Putin đã công khai lên tiếng trong tuần này rằng ông sẽ không nới lỏng lập trường của mình về các cuộc đàm phán do cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tiến công của Ukraine vào khu vực Kursk đã nhanh chóng bị quân đội Nga ngăn chặn, nhưng quân đội Ukraine vẫn cố thủ ở một số khu vực định cư gần biên giới. Trích dẫn một cố vấn cấp cao giấu tên của chính phủ Ukraine, kênh truyền hình NBC News của Mỹ đã đưa tin, Kiev đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công xâm nhập vào Nga như ở khu vực Kursk trong một thời gian dài. Theo cố vấn chính phủ Ukraine, ý tưởng xâm nhập vào Nga đã được đưa ra thảo luận hơn một năm ở Kiev. Cố vấn chính phủ Ukraine cho biết, mục tiêu của chiến dịch này là chuyển hướng sự chú ý của Nga khỏi các khu vực khác của tiền tuyến, đặc biệt là Donbass, nơi lực lượng của Moscow đã liên tục tiến quân kể từ đầu năm. Kênh truyền hình NBC News của Mỹ đã mô tả cuộc tấn công vào Kursk là một kênh bạc lớn của chính quyền Ukraine. Đài truyền hình NBC News khẳng định, trong những ngày qua, quân đội Nga đã tuyên bố chiếm được 3 khu định cư từ lực lượng Kiev tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng của Nga và tiếp cận thị trấn chiến lược Krasnoyarmeysk, nơi đã công bố lệnh sơ tán người dân. Đầu tuần này, Thiếu tướng Apti Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga, đã cho biết thông tin tình báo mà quân đội Nga thu thập được cho thấy mục đích thực sự của cuộc tấn công của Ukraine là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân ở Kursk. Ông Alodinov nhấn mạnh, cuộc tấn công chớp nhoáng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân ở Kurchatov và bắt đầu đàm phán với tối hậu thư cho Nga đã thất bại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 17 tháng 8, rằng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực Kursk, Kiev đã thiệt hại khoảng 3.160 quân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 44 xe tăng, 43 xe bọc thép chở quân và 3 hệ thống phóng tên lửa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chiến dịch tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng họ đang xem xét nghiêm túc thông tin Ukraine đang lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 90 km. Nơi đã thành điểm nóng giao tranh trong những ngày gần đây. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục đích của Ukraine là để cáo buộc Nga tấn công nhà máy. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nếu Ukraine thực hiện kế hoạch nhằm tạo ra một thảm họa hạt nhân ở phần lục địa châu Âu này, dẫn tới ô nhiễm phóng xạ lên các vùng lãnh thổ rộng lớn, các biện pháp đối phó quân sự cứng rắn sẽ được thực hiện ngay lập tức. Mặc dù không đưa ra chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, việc Kiev chuẩn bị tấn công nhà máy Kursk sẽ đi ngược lại với quyết định của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí tầm xa tấn công vào Kursk của Nga, không phải vì lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng, mà do Mỹ chỉ có nguồn cung hạn chế.
Đây là thông tin được hãng CNN dẫn nhiều lời quan chức Mỹ công bố 10 ngày sau khi Ukraine bất ngờ phát động cuộc tấn công vào vùng biên giới Kerch của Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 82 khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn Sudza. Trước đó ngày 8 tháng 8, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabrina Sai đã tuyên bố chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi về những gì Kiev có thể và không thể làm với vũ khí Mỹ cung cấp, và Kiev đang tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới. Trả lời cho câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không ủng hộ cho cuộc tấn công tầm xa. Theo CNN, Washington hiện không cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào Kerch, bởi tốt hơn chúng vẫn nên được sử dụng để tiếp tục nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng quyết định này xuất phát từ nguồn cung hạn chế của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, chứ không phải do lo ngại gia tăng căng thẳng. Lần đầu tiên Mỹ cung cấp ATACMS tầm xa có phạm vi hoạt động hơn 300 km cho Ukraine là vào tháng 3 và chỉ công bố thông tin chuyển giao một tháng sau đó. Mỹ hiện vẫn là nước hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, tiếp theo là Đức. Cũng theo CNN, Mỹ và các quan chức phương Tây cảnh báo rằng Ukraine rất khó có thể giữ được quyền kiểm soát trong lãnh thổ Nga. Các quan chức nhấn mạnh thêm, còn quá sớm để đánh giá cuộc đột kích vào Kerch sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ukraine xin phép các đối tác của họ để có thể bắn ATACMS, Storm Shadow và Scalp vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu và trong cuộc trò chuyện đã nêu chủ đề dỡ bỏ lệnh cấm tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ đối phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Devon Patel trước đó đã cho biết Washington đang tổ chức cuộc đàm phán riêng với Kiev về việc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS trên lãnh thổ Nga. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kerch phía Tây Nga từ ngày 6 tháng 8. Theo bài viết ngày 17 tháng 8 từ cổng thông tin Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ của Đức, các yêu cầu bổ sung cho viện trợ quân sự từ Bộ Quốc phòng theo khuyến nghị của Thủ tướng Olaf Scholz sẽ bị từ chối. Cổng thông tin này trích dẫn một bức thư từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Christian Lindner gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius ngày 5 tháng 8, nêu rõ các hạn chế đối với viện trợ quân sự. Báo cáo cho biết thêm rằng, viện trợ quân sự dự kiến cho Ukraine có khả năng giảm đáng kể trong những năm tới, với dự đoán giảm xuống dưới 1/10 số tiền hiện tại vào năm 2027. Bức thư của ông Lindner cho thấy Bộ Tài chính không dự đoán việc dừng đột ngột viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các quỹ dự kiến sẽ không phải từ ngân sách Đức mà từ tài sản bị đóng băng của các ngân hàng Nga. Các tác giả nhắc nhở rằng tài sản của Nga được ước tính khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Theo quyết định của các nước G7, từ lãi suất số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nhà báo của FAZ lưu ý rằng việc sử dụng tài sản của Nga là không chắc chắn và gây tranh cãi về mặt pháp lý. Các tác giả Karsten và Schussler đã viết rằng có thể nghi ngờ việc liệu quỹ của Nga có thể được sử dụng trong tương lai hay không. Tác động của việc hạn chế ngân sách đã rõ. Một số khoản mua sắm, chẳng hạn như hệ thống phòng không IRIS-T do Dear Defense đề nghị cung cấp cho Ukraine đã không được tài trợ. Bài viết của FAZ nhấn mạnh rằng các quỹ được phân bổ cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, khoảng 8 tỷ euro, đã cạn kiệt và mức chi tiêu cho năm tới, 4 tỷ euro đã vượt quá hạn mức. Theo FAZ, đã xuất hiện nhiều những chỉ trích về quyết định của chính phủ trong cả Liên minh cầm quyền và trong các đảng đối lập Liên minh Dân chủ và Xã hội Cơ đốc giáo. Nghị sĩ Liên minh Dân chủ Ingor Gardechen đã cáo buộc Thủ tướng giả dối, nói rằng Thủ tướng Scholz hứa hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong khi muốn trở thành Thủ tướng của Hòa bình. Nghị sĩ của Đảng Dân chủ Xã hội Andreas Schäfer đã nhấn mạnh rằng việc hạn chế viện trợ của Đức đã đặt Ukraine vào một tình thế khó khăn. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể xem điều này là dấu hiệu rằng Đức đang rút hỗ trợ cho Ukraine, làm cho việc đạt được giải pháp ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Nghị sĩ Schäfer đã hỏi, nếu Ukraine thua cuộc chiến, lên tới 15 triệu người tị nạn có thể rời khỏi đất nước, có bao nhiêu người trong số họ sẽ được đến Đức? Trước thông tin rằng chính phủ Đức đang dừng việc viện trợ quân sự cho Kiev, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Henry Tikhii đã nói, các báo cáo về việc Đức dừng viện trợ quân sự cho Ukraine là không chính xác. Đây là hành vi thao túng tương tự như những lời đồn đại trước đó, rằng khoản viện trợ quân sự trong năm tới sẽ bị cắt giảm một nửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Ukraine cho biết thêm, Đức đang lập ngân sách và Ukraine theo dõi chặt chẽ quá trình này.
ngân sách dự kiến sẽ được phê duyệt vào tháng 11 và khi đó một mức độ hỗ trợ của Đức cho Ukraine mới được công bố. Theo ông Tisky, Kiev tiếp tục hợp tác với các đối tác để duy trì và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi khẳng định mỗi euro đầu tư vào việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine đều đóng góp cho an ninh của toàn bộ châu Âu. Ông nói, chúng tôi hy vọng chính phủ Đức sẽ tìm ra cách cung cấp thêm kinh phí cho nhu cầu phòng vệ của Ukraine trong năm nay. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt lên Nga sẽ vẫn còn hiệu lực trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi có một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Nga đã trở thành quốc gia bị phương Tây trừng phạt nhiều nhất sau cuộc tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, vượt qua Iran và Bắc Triều Tiên. Dù bị áp lực, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng 4,7% trong nửa đầu năm nay. Ông Dmitry Pirechevsky, trưởng phòng hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao nói, đây là câu chuyện kéo dài hàng thập kỷ. Dù có những diễn biến và kết quả hòa bình ở Ukraine, thực tế đó chỉ là cái cớ. Các lệnh trừng phạt đã được áp dụng từ rất lâu trước đó. Mục tiêu cuối cùng của chúng là cạnh tranh không công bằng. Ông Dmitry Pirechevsky phát biểu tại một diễn đàn thảo luận ở Moscow. Diễn đàn có tiêu đề Trừng phạt chống Nga tiến tới vô tận. Lâu nay trong chính trị và kinh doanh Nga đã diễn ra cuộc tranh luận về việc Moscow nên làm việc hướng tới việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt hay chấp nhận chúng như một thực tế lâu dài và học cách sống chung. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga sẽ là một trong những điều kiện của ông cho hòa bình. Pirechevsky cho biết các lệnh trừng phạt có một số lợi ích buộc Nga phải cấu trúc lại nền kinh tế và sản xuất nhiều hàng hóa có giá trị gia tăng mà trước đây được nhập khẩu từ các quốc gia phương Tây. Ông Pirechevsky nói, vào những năm 1990, chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có dầu và khí ga, chúng tôi có thể mua mọi thứ khác từ nước ngoài. Giờ đây chúng tôi không thể mua được điều đó. Ông cảnh báo rằng vòng xoáy trừng phạt sẽ tiếp tục gây ra nhiều đau đớn hơn khi các nhà quản lý phương Tây nhắm vào các lĩnh vực chưa bị trừng phạt. Các quan chức phương Tây đã gây áp lực lên các đối tác thương mại của Nga, đe dọa cắt đứt quyền tiếp cận của họ với các thị trường phương Tây nếu họ hợp tác với Nga. Ông Pirechevsky cho biết, Moscow đang chia sẻ các chiến lược với các quốc gia bị trừng phạt khác như Iran, Triều Tiên và Venezuela, tạo ra một liên minh quốc tế chống trừng phạt để cùng nhau chống lại áp lực của phương Tây. Theo tờ Newsweek của Mỹ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cảnh báo sẽ không có lằn ranh đỏ trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia TV tuần này, Tổng thống Lukashenko nói Belarus sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối phương vượt qua biên giới, sẽ không có lằn ranh đỏ, câu trả lời sẽ đến ngay lập tức. Ông Lukashenko khẳng định Belarus không muốn tham gia vào một cuộc giao tranh với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng. Tuy nhiên, ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình. Tổng thống Lukashenko tuyên bố, nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ không có lằn ranh đỏ, biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm. Ngay khi bạn tiến vào đó, phản ứng sẽ được đưa ra ngay lập tức. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga, Tổng thống Lukashenko ám chỉ Ukraine có thể có ý định tấn công Belarus và tuyên bố mình sẽ không cho phép quân đội Kiev dẫm đạp lên đất nước chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Belarus đưa ra lời đe dọa như vậy. Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Lukashenko tuyên bố mình không có lằn ranh đỏ về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại biên giới với Ukraine. Cảnh báo mới nhất được Tổng thống Lukashenko đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã đưa hàng nghìn quân tràn qua biên giới phía Tây để vào vùng Kursk của Nga. Trong khi đó, hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus ngày 16 tháng 8 nói rằng nhiều khả năng sẽ xảy ra hành động khiêu khích vũ trang từ nước láng giềng Ukraine và tình hình tại biên giới chung hai nước vẫn căng thẳng. Ngày 15 tháng 8, Nga cho biết sẽ tăng cường phòng thủ biên giới khi nhiều người dân được lệnh sơ tán khỏi tỉnh Kursk. Phía Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã tiến sâu 35 km vào đất Nga kể từ khi mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk ngày 6 tháng 8. Ông Lukashenko ám chỉ Kiev có thể có ý định tấn công Belarus và tuyên bố mình sẽ không cho phép quân đội Ukraine dẫm đạp lên đất nước chúng tôi. Quân đội Ukraine chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu này. Nhà lãnh đạo Belarus ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, trong đó một số hoạt động được triển khai từ lãnh thổ Belarus. Theo ông Lukashenko, phương Tây đang đánh cược rằng tình hình bất ổn ở tỉnh Kursk sẽ buộc cả Belarus và Nga phải động viên nhập ngũ và điều này sẽ gây xáo trộn xã hội từ bên trong.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh chuyển một số thiết bị quân sự của các đơn vị quân đội Belarus cho các lực lượng vũ trang Nga nhằm tăng cường quân lực tại Kursk và các khu vực khác của tiền tuyến. Belarus, một đồng minh của Nga, có đường biên giới dài 1.250 km với các nước thành viên NATO là Latvia, Litva và Ba Lan. Năm 2023, Nga đã triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo thỏa thuận. Moscow và Minsk nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này. Do vậy, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!